ngày 17 tháng 8, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện dịch bệnh đậu mùa khỉ, Mpox trên địa bàn thành phố vẫn đang được kiểm soát. Thông qua các hoạt động giám sát chủ động tại cửa khẩu và cộng đồng, chưa ghi nhận thay đổi về dịch tễ học của bệnh. Tại khu vực phía Nam, theo báo cáo của Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh, trong 2 năm 2023 đến năm 2024, ghi nhận 199 ca Mpox, trong đó có 8 ca tử vong. Thành phố Hồ Chí Minh là tỉnh ghi nhận 156 ca mắc và 6 ca tử vong trong năm 2023 đến năm 2024, cao nhất tại khu vực phía Nam. Riêng năm 2024, có 49 ca Mpox, không có ca tử vong. Đặc điểm dịch tễ của các ca bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh 100% là nam giới, tuổi trung bình là 32 tuổi, nhỏ nhất là 18 tuổi và lớn nhất là 53 tuổi. Độ tuổi ghi nhận nhiều nhất là 30 đến 39 tuổi, chiếm 46%, 84% ca bệnh tự nhận bản thân thuộc nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới. Đáng lưu ý có 55% là người sống chung với HIV và 7% đang điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV. Hiện ngành y tế thành phố vẫn tiếp tục duy trì các hoạt động phòng chống dịch bệnh, thực hiện giải trình tự gen một số mẫu bệnh phẩm để giám sát sự biến đổi của virus gây bệnh. Sở Y tế khuyến cáo người dân nếu phát hiện bản thân hoặc người xung quanh có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh Mpox cần đến ngay các cơ sở y tế để được tư vấn, chẩn đoán và điều trị đúng. Người bị bệnh cần tuân thủ nghiêm túc các hướng dẫn của nhân viên y tế trong chăm sóc điều trị cho bản thân, giảm thiểu các biến chứng cũng như thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng lây nhiễm. Biện pháp phòng bệnh tốt nhất là thực hành quan hệ tình dục an toàn. Trước đó, ngày 14 tháng 8 năm 2024, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã tuyên bố bệnh Mpox là tình trạng y tế công cộng khẩn cấp toàn cầu do sự gia tăng nhanh chóng của bệnh này tại nhiều quốc gia châu Phi bởi một biến chủng mới là Cladribe B. Mpox hiện đang bùng phát dữ dội tại nước Cộng hòa Dân chủ Congo, đồng thời bệnh đã lan rộng qua nhiều quốc gia châu Phi lân cận. Hơn 15.600 ca mắc bệnh Mpox và 537 ca tử vong đã được phát hiện tại nước này trong năm nay, một tình huống mà Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định là rất đáng lo ngại.